Quý vị đang theo dõi kênh test và giới thiệu các thiết bị âm thanh hàng bãi tuyển chọn của Tiến Dũng Audio. Địa chỉ số 115 xẹt 24, đường Nguyễn Văn Quán, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay, mùng 3 tháng 3 năm 2019, Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một số mẫu loa Bose hàng của Mexico vừa về. Như quý vị và các bạn đã biết, Bose, thương hiệu thiết bị âm thanh cao cấp của Mỹ. Ngày hôm nay Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu loa Bose 3-in-1 Series 3 hàng Mexico. Với model này, Tiến Dũng đã có rất nhiều bài test và giới thiệu. Ngày hôm nay cửa hàng về thêm 4 cặp nữa. Tất cả đều zin nguyên bản, đẹp xuất sắc như quý vị và các bạn đã thấy. Và sử dụng một bát 20cm, màng giấy gân mút và hai loa chép giấy 8cm. Một cái quay về phía trước và cái kia quay về phía sau, với mục đích làm cho âm thanh lan tỏa đến nhiều hướng hơn. Đây là mặt sau của loa, tem của loa, tất cả đều còn tuyệt đẹp, các góc cạnh cứng cựa, không bị chảy xước. Bose 3-in-1 Series 3. Bên đây là bát led, tức là bát một led, tức là loa bên trái. Ở đây hãng đề Essenlux in Mexico, tức là hãng Bose của Mỹ và được ủy nhiệm cho Mexico sản xuất lắp ráp. Như quý vị và các bạn đã biết, hãng loa Bose đặt rất nhiều nhà máy trên nhiều nước, ví dụ như Canada, Mexico, USA, Ireland. Tất cả về chất lượng và giá cả thị trường đều như nhau. Đây là loa bên đây. Màng loa còn xanh o, gần loa bass zin nguyên bản theo loa. Tất cả series trùng số đúng cặp. Đây là những cặp phía dưới. Với những cặp này Tiến Dũng chưa lau chùi. Chúng ta chỉ lau chùi một chút thôi là nó sẽ bóng vải sáng sủa hơn rất nhiều. Tất cả zin nguyên bản, tuyệt đẹp. Seri trùng số đúng cặp. Với những lớp bụi thế này, chúng ta vệ sinh bằng cách dùng cọ quét sơn, lau quét dọn cho sạch sẽ. Sau đó chúng ta sẽ dùng một cái rẻ ướt lau sạch sẽ đi. Chờ khô ráo chúng ta sẽ dùng xi đánh giày màu đen lau miết mạnh là sản phẩm sẽ bóng đẹp như mới. Đó là cách mà Tiến Dũng thường hay vệ sinh sản phẩm của mình. Đây là phía sau của dàn loa. Bose 3-in-1 Series 3. Đối với cặp này, hãng sản xuất tại Made in Ireland. Cặp này Ireland. Ở đây Tiến Dũng có mở một cái loa bass ra để giới thiệu đến với quý vị về các bạn về nội thất của loa. Nguyên bụi, đây là bụi của loa. Chúng ta chỉ lau dọn đi là nó sẽ sạch sẽ và rất đẹp. Đây là nội thất của loa Bose 3-in-1 Series 3. Phía trong đây như quý vị đang thấy, đó là nhện của loa. Phần nhện có màu vàng giống như màu sô-cô-la. Trên màng loa được dập số. Quý vị lưu ý là đối với hàng nhái thì cũng có dập dòng số tương tự.
Về cách phân biệt loa bầu thật giả thì Tiến Dũng đã có một bài giới thiệu rất cụ thể. Bài giới thiệu đó quý vị có thể tìm trên trang của YouTube của Tiến Dũng. Nội thất còn sáng choang. Quý vị thấy phần bông gòn còn trắng, còn sạch, có nghĩa là loa ít sử dụng. Khi chúng ta sử dụng với cường độ đánh không khí ra vào thì bụi sẽ ra vào theo và lớp bông gòn này sẽ bị dính bẩn, lúc đó nó sẽ ngả sang màu bẩn, màu không còn màu trắng nữa. Phần ván đây là bo lọc của mẫu Bow 301 Series 3. Quý vị thấy một tụ màu vàng, trên đây có đề chữ Mexico, một điện trở. Quý vị nhìn thấy giống màu đen, giống như một cây tăm. Và phía trong cùng đây, đó là bóng đèn, hay nhiều người còn gọi là cầu chỉ bảo vệ loa. Đối với đa số các dòng loa Bow thì hãng thường bố trí một bóng đèn với mục đích cản cho loa chép, bảo vệ cho loa chép. Loa được sản xuất vào năm 1993. Đối với Bow 301 Series 3 thì hãng sản xuất từ những năm 1992 đến 1996, vòng đời của nó là như vậy. Tất cả bao zin nguyên bản, bảo hành 1 tháng. Quý vị quan tâm xin mời liên hệ với Tiến Dũng qua số điện thoại trên tấm bảng màu xanh. Đối với dòng Bow 301 Series 3, như quý vị và các bạn đã biết, thường dùng nghe nhạc và hát karaoke gia đình cho âm thanh rất tốt. Nếu quý vị có không gian tầm dưới 30m², chúng ta chỉ cần sử dụng 1 cặp. Còn đối với quý vị nào có không gian lớn hơn, chúng ta có thể sử dụng 2 cặp hoặc hỗ trợ thêm các dòng loa subwoofer hay còn gọi là loa siêu trầm. Loa dùng kết hợp nghe nhạc và hát karaoke, âm thanh rất tốt, đặc biệt là với những dòng nhạc có tiết tấu nhanh. Bow 301 Series 3 có giá 12.400.000. Hôm nay Tiến Dũng ghép với chiếc Amply Billner model SX838, công suất nguồn 250W. Chiếc Amply cũng vừa về ngày hôm nay. Chiếc Amply có giá trên 13 triệu một chút. Quý vị thấy phần chassis còn sáng choang. Đây là tăng phô nguồn, tụ nguồn, men công suất, power amplifier. Và phía trước đây đó là block thu đài và bo giải mã tách sóng trung tần. Phần phía dưới phần hộp bóng đèn này đó là phần brake amplifier. Bên đây quý vị thấy có một relay bảo vệ loa, rất an toàn cho loa. SX838 hàng của Nhật, model khá cao cấp của hãng Billner. Xin mời quý vị và các bạn nghe một đoạn nhạc qua hai thiết bị, cặp loa Bow 301 Series 3 và chiếc Amply Billner SX838.
Tại đây Tiến Dũng xin dừng clip. Mọi nhu cầu mua sắm xin mời quý vị và các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0989 034 764, hoặc đối với quý vị ở quanh khu vực thành phố Hồ Chí Minh xin mời đến địa chỉ số 115/24 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Tiến Dũng xin cảm ơn.